Trình đạo quý Tuấn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ lần này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ Phương pháp cải tạo vận mệnh theo Liễu Phàm Tứ Huấn. Thưa quý vị và các bạn, như đã chia sẻ ở video, từng giúp tỷ phú Lý Gia Thành, bậc thầy phong thủy để lại 8 lời di ngôn chấn động cộng đồng. Về việc cải tạo vận mệnh, cốt lõi nằm ở chỗ để hưởng phúc phận đời người đều phải tu nhân, tích đức, làm nhiều việc thiện, cứu giúp chúng sinh. Tại video chia sẻ lần này, để làm rõ quan điểm cốt lõi đó, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với câu chuyện cải mệnh của Viên Liễu Phàm, tức Viên Hoằng, một vị quan tiến sĩ triều đại nhà Minh. Đây là câu chuyện về cuộc đời của ông được ghi chép lại là lời răn dạy cho con trai Viên Thiên Khải của mình. Trước tiên, chúng ta sẽ đến với việc Viên Liễu Phàm được thầy phong thủy Khổng Tiên Sinh bấm số đoán rõ định mệnh. Câu chuyện được Viên Liễu Phàm kể lại như sau. Ta lúc nhỏ thân phụ mất sớm, lão mẫu dạy bỏ không theo cử nghiệp mà theo học nghề y. Vì y cũng có thể mưu sinh, có thể cứu người giúp đời, mà khi y thuật tinh thông thì được thành danh. Đó là ý nguyện sớm có của cha con vậy. Sau đó tại chùa Tử Vân, ta gặp một lão nhân râu dài, tướng mạo tốt đẹp, có vẻ tiên phong đạo cốt, nên ta dùng lễ mà cung kính lão nhân ấy. Ông bảo ta rằng: ngươi là trường trong sĩ lộ, năm tới tức phải nhập học, tại sao lại không theo học vậy? Ta nói rõ nguyên cớ cho vị lão nhân ấy nghe, và lễ phép hỏi danh tính cùng xuất xứ của lão nhân. Lão nhân nói: lão họ Khổng, người Vân Nam. Lão được Thiệu Khang Tiết tiên sinh chân truyền Hoàng Cực Số, lão nghĩ cũng nên truyền cho ngươi. Ta thỉnh lão nhân về nhà và báo cáo với lão mẫu, thì người dạy phải nên tiếp đãi cho thật cẩn thận, tử tế, và thử xem ông ấy đoán số ra sao. Thì thấy mọi việc lớn nhỏ ông đều đoán trúng cả. Ta bèn có ý định theo đòi việc đèn sách và bàn với biểu huynh là Thẩm Xứng. Thì biểu huynh bảo: có Úc Hải Cốc tiên sinh mở lớp dạy tại nhà, ông Thẩm Hữu Phu. Ta gửi ngươi tới đó trọ học thì rất là thuận tiện. Ta bèn bái Úc tiên sinh làm sư phụ. Khổng tiên sinh lấy số cho ta, thì khi khảo thí ở huyện, Đỗ Đồng Sinh đứng hạng thứ 14, thi ở phủ đứng vào hạng thứ 71, và thi ở tỉnh do quan đề đốc học viện làm chủ khảo thì đỗ vào hạng thứ 9. Sau đó, năm tới đi thi, thì ở cả ba nơi số hạng đều đúng y như thế. Sau đó Khổng tiên sinh lại lấy số chung thân cho ta, ý nói là số mệnh trọn đời, dự đoán những việc cắt hung cho cả một đời, và bảo rằng vào năm nào thì được khảo thí đứng hạng mấy, năm nào thì được bổ khuyết lẫm sinh, tức là được cấp phát lương ăn học bằng gạo, năm nào thì làm cống sinh, và sau khi làm cống sinh, năm nào được tuyển vào làm trưởng quan ở Tứ Xuyên. Tại chức sau 3 năm rưỡi thì cáo quan về hưu, năm 53 tuổi vào giờ Sửu ngày 14 tháng 8 thì mất trên giường bệnh. Tiếc rằng không có con nối dõi, ta cẩn thận ghi lại tất cả. Từ đó về sau, phàm mỗi khi gặp kỳ khảo thí, danh số trước sau đều đúng như Khổng tiên sinh đã dự đoán sẵn. Chỉ có một dự đoán là khi nào số gạo cấp lương lẫm sinh của ta được tới 91 thạch 5 đấu, một thạch là 10 đấu, thì lúc đó sẽ được bổ làm cống sinh. Nhưng kịp tới khi ta được lãnh hơn 70 thạch, thì Đồ Tông Sư, tức là quan đại học, đã phê chuẩn cho ta được bổ làm cống sinh. Duy chỉ có chỗ đó làm ta có điểm hoài nghi. Nhưng thực ra sau đó, sự phê chuẩn này bị quan Thự Ấn họ Dương bác bỏ. Mãi tới năm Đinh Mão, Tông Sư Ân Thu Minh thấy bị quyển nơi trường thi của ta, tức là quyển nộp thi đáng được chấm đậu mà lại bị bỏ rớt lại, thì than rằng: bài ngũ sách đúng là năm thiên tấu nghị, văn chương quảng bác, ý tứ sâu sắc thông suốt của một nho sĩ, sao nỡ để cho mai một mãi du. Bèn truyền cho huyện quan dâng thỉnh nguyện lên để ông phê chuẩn cho được bổ cống sinh. Nếu tính số lượng gạo được cấp từ trước trải qua thời gian bị bác bỏ cho tới khi được bổ thì thực đúng là 91 thạch năm đấu vậy. Nhân thế ta càng tin rằng sự tiến thoái, thăng trầm, nhanh hay chậm đều có thời, có số cả, nên an nhiên tự tại, chẳng cần mong cầu sự gì cả. Sau khi được bổ cống sinh, ta phải đi Yến Đô,
tức là Bắc Kinh, ở lại kinh đô một năm, suốt ngày tĩnh tọa mà không màng tới việc đèn sách. Vân Cốc Thiền Sư khuyên cải tạo vận mệnh. Năm Kỷ Tỵ, ta quay trở về, du ngoạn qua Nam Ung, tức quốc tử giám ở Nam Kinh. Nhưng trước khi nhập giám, ta tới bái phỏng Vân Cốc Pháp Hội Thiền Sư ở Thê Hà Sơn. Cùng Thiền Sư đối diện trong một thất, tĩnh tọa 3 ngày đêm chẳng nhắm mắt. Thiền Sư hỏi ta, sở dĩ người phàm không làm được thánh nhân, chỉ vì bị nhiều vọng niệm vương vấn bao quanh che lấp mất tâm thanh tịnh mà thôi. Nhà ngươi tọa thiền 3 ngày không thấy khởi một vọng niệm là vì sao vậy? Ta đáp rằng, Khổng Tiên Sinh đã lấy số chung thân cho ta, sự vinh nhục sinh tử đều do số đã định sẵn cả, nên dù có vọng tưởng hoặc mưu cầu điều chi cũng vô ích mà thôi, nên không khởi vọng tưởng nữa. Thiền Sư cười mà nói rằng, ta tưởng ngươi là một hào kiệt, nào ngờ ngươi vốn cũng chỉ là phàm phu mà thôi. Ta hỏi lý do tại sao Thiền Sư lại nói như vậy, thì Thiền Sư bảo rằng, phàm là con người, nếu còn chưa được vô tâm, tức tâm còn vọng tưởng, chưa được thanh tịnh, thì chung cuộc vẫn bị ràng buộc bởi âm dương khí số. Mà đã bị ràng buộc bởi âm dương khí số thì làm sao nói là không có số được. Tuy nhiên, chỉ người phàm là có số. Những người làm việc cực thiện cũng như cực ác không bị số mệnh cầu thúc mãi. Bởi làm nhiều điều thiện có thể đương nghèo hóa giàu. Còn trái lại, làm nhiều điều cực ác có thể đương giàu sang phú quý, trở thành nghèo hèn. Nhà ngươi 20 năm nay cứ theo lời đoán của Khổng Tiên Sinh mà bị số mệnh câu thúc, không hề thay đổi một chút nào, thì như thế chẳng gọi là phàm phu thì là gì? Ta hỏi ngay rằng, vậy thì có thể tránh khỏi số mệnh được sao? Thiền Sư đáp, mệnh do chính mình tạo và phúc cũng do tự mình cầu được. Kinh Thư đã nói, làm lành được phúc, làm ác bị giảm phúc, thực rõ ràng đúng là những lời minh huấn. Trong Kinh Phật có nói, cầu phú quý được phú quý, cầu nam nữ được nam nữ, cầu trường thọ được trường thọ. Những điều vọng ngữ này là điều đại giới của Đức Thích Ca, chư Phật Bồ Tát, há lại nói là dối trá lừa người ư? Ta lại hỏi thêm rằng, Mạnh Phu Tử nói những điều mình cầu mong mà có thể đạt được là do chính ở nội tâm mình nghĩ đủ sức làm được như vậy. Thí dụ như muốn trở thành một người có đạo đức, nhân nghĩa thì tận tâm tận lực tu tập thì sẽ được. Còn như công danh phú quý là những điều ở ngoài thân tâm mình thì làm sao mà cầu được? Vân Cốc Thiền Sư nói, lời của Mạnh Phu Tử không hề sai, chính tự ngươi không hiểu hết ý nghĩa mà thôi. Ngươi chẳng thấy Lục Tổ, tức là Đại sư Huệ Năng, là một thiền sư vĩ đại trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, sư kế tiếp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, trở thành vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc, đã nói là tất cả phúc điền đều không rời tâm địa của con người. Từ nơi tâm mình mà cầu thì mọi sự đều được cảm ứng. Tìm cầu ở ngay nội tâm của mình thì không những chỉ được đạo đức, nhân nghĩa mà công danh, phú quý cũng được nữa. Đó là nội ngoại song đắc. Trong nội tâm cũng như ở ngoài thân tâm đều cùng được cả. Bởi lẽ khi mình đã là người có đạo đức, nhân nghĩa thì người đời sẽ trọng vọng mình. Công danh, phú quý không cầu cũng tự nhiên được. Chỗ hữu ích của việc tìm cầu là đạt được sự việc vậy. Nếu không biết hướng về nội tâm mà chỉ mưu đồ hướng ngoại tìm thì thật không hợp đạo lý, mà chỉ được những điều định mệnh đã an bài. Số mệnh đã định thì chẳng phải phí công phí sức, dù cầu hay không tự nhiên rồi sẽ có. Ngược lại, số không có lại không biết phương pháp hướng nội tâm cầu thì dù có 100 phương ngàn kế mưu đồ cũng không được gì cả, chỉ mất công vô ích mà thôi. Vì ở trong thì tâm trí thao thức không yên, ngoài thì chẳng được gì cả. Đó gọi là nội ngoại song thất. Nhân đấy Thiền Sư lại hỏi ta, Khổng Tiên Sinh lấy số chung thân cho nhà ngươi ra sao? Ta cứ thực sự trình bày rõ ràng. Thì Vân Cốc Thiền Sư hỏi, ngươi tự lượng xét xem mình có nên thành công trên đường khoa cử hay không? Có nên có con nối dõi hay không? Ta tự xét mình khá lâu rồi đáp, những người thành công trên đường khoa bảng như tiến sĩ, bảng nhãn, thám hoa đều là những người có phúc tướng, tại hạ phúc bạc lại không biết tích lũy công đức, hành thiện để bồi đắp nền tảng của việc đạt được phúc dày. Hơn nữa lại không biết nhẫn những sự phiền toái vụn vặt, không có độ lượng rộng rãi bao dung người. Có lúc lại ỷ mình tài trí hơn người, thường làm ngay nói thẳng, hay vọng đàm nên ngôn ngữ không được thận trọng.
Phàm những điều như thế đều là bạc phúc, há còn dám nghĩ đến việc khoa bảng du. Chỗ đất ô uế ẩm ướt thường hay có sinh vật, còn chỗ nước trong vắt thì không có cá. Mà tại hạ lại có tật ưa thích sự tinh khiết sạch sẽ, đó là một điều thứ nhất không nên có con vậy. Hòa khí tức phong vũ thuận hòa, thời tiết thuận tiện, vạn vật dễ sinh trưởng, mà tại hạ thì hay nóng giận, đó là điều thứ hai không nên có con vậy. Ái tức là lòng nhân ái, tâm từ bi là căn bản của sự sinh trưởng. Vì nhân sinh quả, quả lại sinh nhân, cứ thế mà sinh sinh mãi mãi. Còn nhẫn tâm không phải là gốc rễ của sự sinh dưỡng. Tại hạ trọng thanh danh tiết tháo, thường không biết xả thân cứu người, đó là điều thứ ba không nên có con. Hay nhiều lời mất khí lực, cũng là điều thứ tư không nên có con. Uống rượu nhiều, tinh thần suy nhược là điều thứ năm không nên có con. Thường hay ngồi suốt đêm không biết bảo tồn nguyên khí, dưỡng dục nguyên thần là điều thứ sáu không nên có con vậy. Ngoài ra còn nhiều thói hư tật xấu khác kể ra không hết. Thiền sư Vân Cốc bèn nói: há chỉ có khoa bảng là nhà ngươi không muốn hay sao? Người đời được hưởng thụ tài sản thiên kim hay bách kim là số mệnh đã định cho họ thành đại phú hay trung phú. Còn người bị chết đói cũng là do quả báo định vậy. Thiên thượng chỉ phụ họa vào theo số phận họ, chứ chẳng có một ly một chút ý tứ nào thêm thắt vào cả. Nói về việc sinh con nối dõi thì người tích lũy trăm đời công đức hay người tích đức 10 đời, con cháu họ trăm đời sau hay 10 đời sau sẽ tiếp tục gìn giữ hưởng phúc. Còn những người chỉ có phúc 3 đời hay 2 đời, con cháu 3 đời hay 2 đời của họ sẽ được hưởng phúc đó. Những người phúc quá bạc thì vô hậu, không còn nối dõi, dòng giống bị đứt đoạn. Này ngươi đã biết rõ những thói hư tật xấu, biết mình phúc bạc nhưng muốn trong tương lai được khoa bảng để danh, muốn sinh con, thì ngươi nên tận tâm tận lực cải sửa. Tất cả những việc về trước coi như đã xóa bỏ hết, coi như ngày hôm qua mình đã chết và từ ngày hôm nay về sau xem như được tái sinh. Nếu phúc bạc thì cần phải tu nhân tích đức, hành thiện, cần phải có lòng nhân hậu, độ lượng bao dung người, cần phải cư xử hòa thuận, kính ái người và cần phải biết tồn dưỡng nguyên khí tinh thần. Đó là nghĩa lý của thân tái sinh vậy. Cái thân máu mủ huyết nhục của chúng ta hẳn nhiên đã có số nhất định. Con đã biết sửa đổi lỗi lầm, đã được giác ngộ, tâm được thanh tịnh, thì tâm nghĩa lý ấy há không cùng thượng thiên cảm ứng, tương thông hay sao? Thiên Thái Giáp trong kinh thư có nói: thượng thiện tác hòa, bởi tiền nhân nay chịu hậu quả thì còn có thể tránh được, chứ tự mình gây ra những điều oan nghiệt, những điều ác thì phải tự gánh chịu ác báo, không thể sinh sống an lành, yên ổn được. Kinh thi lại có nói: con người phải luôn tự xét lấy mình mà ăn ở, cư xử sao cho hợp thiện đạo, làm lành, lánh dữ ắt hẳn phải được thiện báo. Đó là tự biết mình cầu được nhiều phúc. Đó là tự mình biết cầu được nhiều phúc. Khổng tiên sinh đoán là người không có số khoa bảng, không con nối dõi, đó là cái oan nghiệt đã định sẵn từ trước, do vậy có thể tránh được. Này người nên đem cái thiên tính đạo đức trời đã phú cho mọi người, khai mở thật rộng rãi, chí tâm tận lực hành thiện, tích lũy âm đức. Đó là tự mình tạo lấy phúc cho mình thì sao lại không được báo đáp, thụ hưởng ư? Kinh dịch thường luận bàn làm việc lấy nhân đạo phối hợp với thiên đạo để cảnh giác con người cẩn thận, tránh làm những sự bại hoại. Đã vì người quân tử có nhân nghĩa đạo đức mà định rằng người ta cần xu hướng về đường thiện, xa lánh ác đạo hung hiểm. Nếu cho rằng số mệnh là hữu thường, không thể biến cải được, thì sao lại cần xu cát tị hung? Chương mở đầu của kinh dịch nói rằng: một nhà mà tích đức hành thiện, ắt có nhiều sự hỷ khánh, có phúc được hưởng thụ dài lâu. Theo kinh dịch thì số mệnh có thể biến cải, miễn là biết làm nhiều điều lành và tránh ác. Ngươi có thực tin như vậy không? Tu phúc tích đức thắng số. Ta tin những lời chỉ dẫn của thiền sư và làm lễ thụ giáo. Nhân đó, trước bàn thờ Phật, thành tâm phát lời sám hối tất cả những điều lầm lỗi, tội ác đã làm từ trước đến nay. Nguyện sau này sẽ không phạm phải nữa. Lại dâng sớ nguyện làm 3000 điều thiện, trước cầu được đăng khoa để đền đáp ân đức của trời đất và tổ tông. Vân Cốc thiền sư chỉ dẫn cho ta cách thức lập một cuốn sổ ghi công và ghi tội, dặn ta hàng ngày phải ghi thật rõ ràng những điều mình đã làm, dù thiện hay ác đều phải ghi lại. Thiện ghi một bên cột thiện,
và ác ghi vào một cột ác để so sánh xem thiện nhiều hay ác nhiều mà tu sửa. Ngoài ra lại bảo ta nên niệm chú chuẩn đề, nhờ Phật gia độ thì những điều cầu nguyện ắt sẽ được ứng nghiệm. Thiền sư còn bảo ta những người chuyên vẽ bùa chú thường nói, nếu không được mật truyền thì họa bùa không linh ứng, ắt bị quỷ thần cười chê. Chỗ bí quyết đó là khi cất bút họa, trước hết phải dứt bỏ hết mọi sự trần duyên, không được khởi một ý niệm nào, để cho tâm thực thanh tịnh rồi mới bắt đầu đặt bút họa, một điểm gọi là hỗn độn khai cư. Rồi cứ tự nhiên vô tư lự tiếp tục huy bút từng điểm một họa thành lá bùa. Như vậy thì bùa mới được linh nghiệm. Phàm muốn cầu lập mệnh đều cần phải giữ tâm cho được thanh tịnh, không chút loạn tưởng vọng niệm, kính cẩn cầu nguyện thì mới được cảm thông linh ứng. Bàn về việc lập mệnh, Mạnh Phu Tử trong Thiên Tận Tâm có viết, yểu và thọ chỉ là một chẳng phải hai, tức thọ yểu chẳng có khác nhau. Mà nếu phân biệt cho thọ yểu là hai thì không khởi một động niệm nào. Tựa như lúc con người mới sinh ra chưa có ý niệm gì, chưa có tâm phân biệt thì đâu biết thế nào là yểu, là thọ. Xét cho cùng về việc lập mệnh thì phong và khiêm, tức là ý nói về giàu nghèo, cùng và thông, thọ và yểu đều chẳng phải là hai, chẳng khác nhau, thì nhiên hậu mới nên lập các mệnh bẩn phú, quý tiện, sinh và tử. Bởi lẽ số thọ mà làm những điều bất nhân, thất đức thì thọ sẽ bị giảm thành yểu, và trái lại, số yểu mà biết tu nhân tích đức thì lại được tăng thọ. Con người ta ở thế gian lấy việc thọ yểu, sống chết làm tối quan trọng, nên chỉ nói tới thọ yểu để mà bao gồm cả các sự thuận nghịch khác nhau như phong khiêm, cùng và thông vậy. Cho đến việc tu thân phải biết chờ đợi, không phải chỉ ngày một, ngày hai mà vận mệnh được cải tạo ngay, mà cần phải có thời gian để cố gắng tinh tiến tu hành, tích công lũy đức, thành tâm nguyện cầu thì sự việc mới có hiệu quả. Nói tu thân là bao gồm cả tâm lẫn ý. Nếu trong quá khứ có nhiều hành động bại hoại, ý tưởng xấu xa thì phải trừ bỏ ngay. Còn nói tới chờ đợi thì cứ một mực tu nhân tích đức, chẳng nên loạn tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, hay nhen nhúm một chút hy vọng nhỏ nhoi nào trong thân tâm mà hóa ra vọng niệm, cần phải diệt bỏ ngay. Đạt được mức độ đó, có thể nói là đã tới chỗ tự tính biểu lộ. Tâm thực thanh tịnh, không chút động niệm của cảnh giới tiên thiên, đó là chân chính thực học. Người còn chưa đạt được vô tâm, chưa được nhất tâm bất loạn, còn chấp trước vọng niệm, chỉ nên trì chú chuẩn đề, liên tục niệm đừng để gián đoạn, cũng không cần đếm số, niệm sao cho được thuần thục, niệm mà hóa không niệm, tự mình cũng không hay là mình đang niệm chú nữa, đến chỗ không khởi một niệm đầu nào cả, thì mới linh ứng. Tên hiệu của ta trước là Học Hải, ngay ngày đó đổi lại là Liễu Phàm. Bởi sau khi hiểu biết đạo lý của việc lập mệnh, ta muốn dứt bỏ các kiến giải phàm tục, lột bỏ lớp vỏ phàm phu đi. Từ đó trở đi, ta suốt ngày để ý cẩn thận, đề cao cảnh giác, không giống như trước kia chỉ hồ đồ tùy tiện phóng túng, ngày lại qua ngày mê hoặc không biết tự kiềm chế giác ngộ. Đến nay, sau khi hiểu biết rằng vận mệnh có thể cải biến được, tự nhiên ta có cảm giác dè dặt, úy kính. Ở nơi phòng tối chẳng ai hay, ta cũng thường sợ đắc tội với thiên địa quỷ thần, hằng xuất hiện ở nơi trái phía tây bắc, và có ai oán ghét ta, muốn hủy báng ta, ta cứ điềm nhiên dung thứ, chịu đựng, bỏ qua chẳng hề để ý tới. Đến năm sau, bộ lễ mở kỳ thi khảo thí, Khổng tiên sinh đoán ta được xếp vào hàng thứ 3. Nào dè ở trường thi mùa thu ấy, ta trúng cử đệ nhất hạng. Lời đoán của Khổng tiên sinh đã không được ứng nghiệm. Tuy nhiên, ta tự kiểm thảo thấy sự thi hành các việc đạo nghĩa chưa được thuần thục tự nhiên, mà còn nhiều sai trái khuyết điểm, hoặc khi thấy việc thiện mà không mạnh dạn làm ngay, hoặc muốn cứu giúp người mà trong tâm thường ngần ngại không quyết định nên hay không nên giúp, hoặc thân muốn gắng sức làm điều thiện mà miệng còn nhiều lời nói đến sự lỗi lầm của người làm họ bất mãn để bụng, hoặc lúc tỉnh thì hăng hái nhưng khi say lại phóng túng không tự chủ được. Vì vậy, sợ rằng việc thiện làm ra không đủ bù đắp lại lỗi lầm, và ngày lại ngày để thời gian trôi qua một cách uổng phí. Từ lúc ta phát nguyện vào năm Kỷ Tỵ cho mãi tới năm Kỷ Mão, 10 năm có dư thời 3.000 điều thiện mới làm xong. Lúc đó ta cùng Lý Tiệm Ấn tiên sinh từ quận ngoại nhập nội, chưa kịp đem công đức trên hồi hướng. Sang năm sau là năm Canh Thìn, từ kinh trở về phương Nam, mới thỉnh Tính Không và Huệ Không,
hai vị pháp sư làm lễ hồi hướng tại Đông Tháp Thiên Đường. Sau đó bèn phát nguyện cầu sinh con và cũng hứa làm 3.000 điều thiện. Năm Tân Tỵ sinh con tên là Thiên Khải. Mỗi khi ta làm một việc gì thì tùy tiện lấy bút ghi lại. Mẹ con không biết viết thì khi làm điều gì bèn liền đó lấy bút lông ngỗng khuyên một vòng son vào tờ lịch của ngày hôm đó. Hoặc có khi thí thực cho người nghèo, hoặc là mua phóng sinh, mỗi ngày kể có hơn 10 khuyên. Đến tháng 8 năm Quý Mùi, số 3.000 điều thiện đã làm đầy đủ, lại thỉnh các vị tính không, tề tiệu tại gia làm lễ hồi hướng công đức. Vào ngày 13 tháng 9 cùng năm, ta lại bắt đầu phát nguyện cầu đỗ tiến sĩ và hứa làm 10.000 điều thiện. Năm Bính Tuất thì trúng cử và được bổ làm chi huyện Bảo Đề. Khi nhậm chức ở huyện, ta dự bị làm sẵn một cuốn sổ nhỏ có nhiều ô vuông trống gọi là một thiện trị tâm, mục đích để sửa các điều lỗi lầm mà tu tâm. Mỗi buổi sáng khi bắt đầu thăng đường thì gia nhân mang sổ ra cho nha dịch để lên án thư. Ta tỉ mỉ ghi lại các điều thiện hay ác trong khi xử án hoặc xử lý công việc ở huyện. Buổi chiều tối thiết lập bản hương án ở ngay sân huyện và noi gương ngự sử Triệu Đạo Duyệt. Ta đem tất cả các việc làm hàng ngày dâng hương báo cáo trình Thượng Thiên. Và nếu có điều sai trái, lầm lỗi thì thành tâm phát lời sám hối. Mẹ con thấy làm được ít điều quá, thời trao mày lo lắng mà nói rằng: trước đây ở nhà, thiếp còn có thể giúp được, nên vì vậy mà số 3.000 điều thiện phát nguyện mới chóng hoàn thành. Nay ở trong nhà, thiếp không giúp được gì cả, mà lại nguyện làm những 1.000.000 điều thì biết đến bao giờ mới được viên mãn. Đêm hôm đó, ta bỗng nằm mộng thấy một vị thần nhân. Bèn trình bày duyên cớ khó làm xong 10.000 điều thiện đã nguyện hứa. Thì thần nhân bảo chỉ cần một việc giảm tiền thuế là vạn sự sẽ hoàn thành đầy đủ. Ta thấy ruộng ở Bảo Đề này, mỗi mẫu nạp tô 2/3 ly 7 hào thì quá cao, nên nghĩ có thể xin giảm xuống tới 1/4 ly 6 hào. Thiết tưởng việc này có thể thi hành được, nhưng trong lòng còn hoang mang hổ nghi, không hiểu thần minh có thấu rõ việc ta xin giảm tô hay không, và làm sao chỉ là một điều thiện lại có thể tương đương với vạn điều được. Thì vừa may có thiền sư Thích Huyền Dư từ Ngũ Đại Sơn tới. Ta đem những lời thần nhân báo mộng hỏi thiền sư có thể tin được như thế không. Thiền sư bảo làm việc thiện mà tâm khẩn thiết chí thành thì một điều có thể sánh bằng vạn điều, huống hồ lại giảm tô cho cả một huyện, toàn dân đều được hưởng ân huệ, thì một điều đó cũng đáng bằng 10.000 điều vậy. Ta bèn quyên góp lương bổng để thiền sư trở về Ngũ Đài Sơn trai tăng 1.000.000 người và đem công đức ấy hồi hướng hộ cho. Khổng tiên sinh đoán là năm 53 tuổi ta gặp tai ách. Ta chưa từng cầu xin tăng thọ mà năm đó lại vô sự, và nay thì đã 68 tuổi rồi. Kinh thư có nói thiên mệnh hay định mệnh khó tin, mệnh con người ta chẳng nhất định phải cứ thường như thế mãi. Lại nói mệnh trời thì vô thường, không ở mãi một ai cả. Những lời trên đâu phải dối trá. Ta nhân đó mà hiểu rằng họa phúc là tự mình chuốc lấy, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Các vị thánh hiền đều đã dạy như thế. Nếu nói rằng họa phúc là do mệnh trời định thì đó là bàn luận của thế nhân vậy. Mệnh của con chưa ai đoán nên không biết thế nào. Ý nói về con trai của ông là Viên Thiên Khởi. Nhưng nên hiểu rằng như mệnh mình gặp lúc vinh hiển thường phải nghĩ tới lúc hàn vi chưa được đắc ý. Khi gặp được sự thuận lợi thường phải nghĩ tới lúc gặp nghịch cảnh khó khăn. Khi trước mắt có đủ ăn thường phải nghĩ tới lúc nghèo nàn. Khi được người kính nể thường phải có ý e dè sợ sệt. Khi gia thế được người trọng vọng thường phải nghĩ tới lúc mình còn ti tiện thấp kém. Khi học vấn có phần cao thường phải nghĩ tới lúc mình còn nông cạn ngu dốt. Nghĩ tới việc xa thì phải nêu cao cái đức của tổ tông. Nghĩ gần thì phải đền bồi lỗi lầm cho cha mẹ nếu có. Trên thì nghĩ tới việc báo ân tổ quốc, dưới thì nghĩ tới việc tạo phúc cho gia đình. Bên ngoài thì nghĩ tới việc cứu người khi cần gấp, bên trong thì đề phòng khắc phục tà kiến của mình. Ngày ngày cần phải xét biết lỗi để ngày ngày cải sửa. Một ngày mà không biết xét chỗ sai trái của mình là ngày đó mình đã an nhiên tự thị, yên chí tự coi mình là đúng. Một ngày mà không có lỗi nào để sửa là ngày đó không có một chút tiến bộ nào cả. Trong thiên hạ không thiếu gì người thông minh tài trí, nhưng lại không biết tu cho đức được tăng, không biết mở mang sự nghiệp cho ngày một thêm rộng lớn, chỉ biết an vui phóng dật chẳng chịu cải sửa, bỏ phí cả một đời.
thiết lập mệnh do Vân Cốc Thiền Sư chỉ dạy là một đạo lý thực chân chính, thực tinh vi thâm thúy. Con phải gắng công, gắng sức nghiên cứu cho kỹ rồi theo đó mà thi hành, chớ để thời gian trôi qua một cách vô ích. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Phương pháp cải tạo vận mệnh theo Liễu Phàm Tứ Huấn. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỷ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Tam Quốc và nghệ thuật sống từ tranh đá quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.